Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Khoảng 35-36 triệu đồng dành cho một bộ PC, anh em thường sẽ build lên được một cấu hình như thế nào? Với mình thì mình sẽ có được một mẫu CPU Intel Core i5 mạnh gần ngang so với i9 và card đồ họa là RTX 3080. Đúng, phiên bản mình đang có ở đây là RTX 3080. Vậy thì cái cấu hình chi tiết của cái combo mình mang đến cho anh em ngày hôm nay là những gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói luôn về cái thành phần mà anh em đang rất mong chờ, đó là về phần card đồ họa. Thì cái phiên bản RTX 3080 mình đang có ở đây là phiên bản ROG. Thật ra anh em nhìn sơ qua là biết được rằng đây là phiên bản ROG của Asus rồi. Thiết kế vô cùng đẹp, chúng ta có một sải LED và một phiên bản 3 quạt. Đây là một phiên bản sử dụng đến là 3 cổng cấp nguồn 8 pin, tức là gần như đây là phiên bản RTX 3080 mạnh nhất mà anh em có thể mua được rồi. Và cái giá bán lẻ của sản phẩm đó là hơn 20 triệu đồng. Hấp dẫn đúng không? Tuy nhiên, bởi vì là cái mức giá nó khá là thấp như vậy thì cái số lượng sẽ có giới hạn thôi nhá. Anh em nào mà nhanh tay thì mới có thể mua được RTX 3080 với mức giá là 20 triệu đồng. Rồi, vậy thì với những cái cấu hình, những cái linh kiện khác để đi được so với RTX 3080 thì mình sẽ bao gồm những gì? CPU nào mà mạnh gần bằng i9 nhỉ? Thì đấy là CPU Intel Core i5 12600K. Đây là một mẫu CPU có 10 nhân. Tại sao 10 nhân lại có thể mạnh bằng so với i9 được nhỉ? Những cái mẫu i9 đây là i9 từ thế hệ thứ 11 đổ về, những mẫu i9 thường sẽ có khoảng từ 8 đến 10 nhân. Thì với cái mẫu CPU Intel Core i5 12600K này, khi mà test điểm số Cinebench R23 cả đơn nhân lẫn đa nhân thì i5 đều mạnh hơn. Đây là một điều mà anh em nào mà mua những sản phẩm mới là cực kỳ quan trọng và cực kỳ thích. Thì với CPU Intel Core i5 12600K thì mình khuyên anh em đó là chúng ta sử dụng những tản nhiệt khí rồi là đã có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu rồi. Thì ở đây mình sử dụng một hệ thống tản nhiệt khí với 4 ống đầu 1 quạt, nhiệt độ mà khi mà chúng ta chơi game là cực kỳ mát mẻ, bởi vì cái mẫu CPU Intel Core i5 12600K chỉ tiêu thụ khoảng 150W điện thôi, thế nên tản nhiệt khí vẫn có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, nếu như anh em nào mà muốn bộ PC chúng ta thật đẹp và lung linh thì hoàn toàn có thể đổi sang những tản nhiệt khí All-in-One. Về thành phần, về main, mặc dù đây là một mẫu CPU dòng K, thế nhưng theo như lời khuyên của mình, anh em hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu main dòng B, cụ thể là B660 GameX đến từ Gigabyte. Lý do là gì để mình lựa chọn được mẫu main dòng B cho một mẫu CPU dòng K? Bởi vì về mặt cơ bản thì với mẫu CPU Intel Core i5 12600K thì đây là một mẫu CPU hoạt động từ những cái thông số default rất tốt, những cái thông số mà Intel cung cấp đã cực kỳ tốt rồi. Anh em không nhất thiết phải ép xung để có thể hoạt động được, thì chúng ta cắm lên những mẫu bộ máy chủ dòng B là có thể tận dụng được hết cái hiệu năng của CPU rồi. Tất nhiên là những anh em nào mà đam mê ép xung này, muốn thay đổi những hệ số của xung nhịp thì hoàn toàn có thể đầu tư một mẫu bộ máy chủ dòng Z, thì khi đấy chúng ta sẽ đầu tư thêm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa để đổi lên một mẫu bộ máy chủ Z690. Cái này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cá nhân thôi. Về thành phần, về RAM thì ở đây mình sử dụng là 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB, bus RAM là 3600. Thì 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16 là phù hợp nhất so với nhu cầu chơi game. Tất cả tựa game hiện tại anh em đều có thể chơi được với 16GB RAM, và dĩ nhiên khi mà anh em sử dụng những cái phần mềm nặng nề hơn thì hoàn toàn có thể cắm thêm 2 thanh RAM nữa, bởi vì cái bộ main được mình lựa chọn đây có tổng cộng là 4 khe RAM, rất thoải mái để chúng ta có thể nâng cấp lâu dài. Về thành phần vỏ cây bên ngoài đây, anh em nhìn thấy được là mình đã lắp tổng cộng là 6 quạt để có thể đảm bảo được cái airflow tốt nhất. 3 quạt đằng trước đây là 3 quạt đi theo vỏ cây, còn 3 quạt đằng sau là mình lắp thêm. Và 3 quạt này thì mình nghĩ anh em cũng nên đầu tư thôi, bởi vì một kit fan thông thường sẽ rơi khoảng từ 600 đến 700 nghìn. Nhưng mà để vỏ cây chúng ta đẹp hơn, mát hơn thì đây cũng là một trong những option mà anh em đáng để quan tâm. Về cái thành phần, về nguồn thì sao? Thì với RTX 3080 và đây phiên bản ROG Switch với 3 cổng cấp nguồn 8 pin thì mình khuyên đó là anh em sử dụng những cái hệ thống nguồn 750W trở lên. Và lưu ý nhé, phải có 3 cổng cấp nguồn 8 pin, bởi vì một số những bộ nguồn 750W chúng ta chỉ có 2 cổng cấp nguồn 8 pin thôi, mà 2 cổng mà đi với những cái phiên bản như kiểu RTX 3080, 3 cổng 8 pin thì chắc chắn là không đủ rồi. Còn về cái cấu hình như mình hiện tại đây thì chơi game chúng ta sẽ chơi game tốt nhất ở trên độ phân giải nào? Dĩ nhiên thì Full HD là quá nhẹ nhàng rồi, chúng ta sẽ bỏ qua độ phân giải là Full HD và chúng ta hãy tiến tới những độ phân giải cao hơn, 2K hoặc là 4K. Thì ở đây mình đã có test ở trên màn hình LG 27GP850 với độ phân giải là 2K. Thì RTX 3080 khá là mạnh khi so với độ phân giải 2K. Hầu hết những cái tựa game mình chơi thì đều đạt được cái mức FPS rất cao, thấp nhất cũng phải từ 100, còn cao nhất là với những tựa game online có thể đạt được từ 300-400 FPS hoàn toàn đơn giản. Và vì thế mình nghĩ rằng là nếu như anh em nào mà không thích những cái màn hình 2K thì hoàn toàn có thể nâng cấp lên độ phân giải 4K. Tuy nhiên thì lúc đấy chúng ta cũng cần lưu ý một chút về setting, bởi vì là mặc dù những cái tựa game trên thị trường hiện tại nhiều nhưng không phải game nào cũng hỗ trợ tốt nhất cho độ phân giải là 4K. Và không để mất nhiều thời gian nữa, bây giờ sẽ là phần test hiệu năng.
Vậy thì nếu bây giờ anh em đang có 35, 36 triệu đồng thì anh em có mua cấu hình mình đang có ở đây không? Và anh em hãy nhớ rằng cái phiên bản RTX 3080 hơn 20 triệu đồng Rock Switch có giới hạn thôi nhá. Và nếu như anh em nào mà đang quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Nhanh tay nhá, rẻ như này thì hiếm lắm. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau.